Kính chào quý cô, quý ông bà và anh chị em con linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Hôm nay cái video này con làm nó khác với tất cả những cái video khác con đã làm, bởi vì chiều hôm qua ngày thứ bảy giáo phận gọi cho con là nói cha ơi còn hai cái video nữa về vấn đề phụ thông giám mục của giáo phận Savena của chúng ta vào thứ tư này, nhưng không làm được, không cái người làm như thế nào đó, nói chung là dài dòng. Vậy bây giờ cha có thể thu được hay không, cho nên con xin thu hai cái video này. Cho nên những lời nói trong này nó con phải đọc ra từ cái văn bản đã được viết sẵn, cho nên là nó sẽ hơi khó khăn một tí xíu, bởi vì con không phải là con nói theo ý của mình hoặc là cái kiến thức mà phải đọc từ một cái văn bản có sẵn. Và đây là cái video thứ ba nói về cái vấn đề nghi thức tấn phong giám mục của giáo phận Savannah của chúng ta. Sau đó con sẽ làm tiếp cái video thứ tư nói về những cái mũ gậy của vị giám mục. Và bây giờ chúng ta đến cái video thứ ba, quý ông bà và anh chị em nhé. Vâng, trong cái này thì học viện tuần trước, trong video thứ hai, quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã nghe được và hiểu được lý do tại sao Đức Tân Giám mục Stephen Potts cần phải được tấn phong và nhận chức. Hôm nay chúng ta sẽ giải thích trong cái video thứ ba này các phần trong nghi thức tấn phong giám mục mà tất cả mọi người sẽ được nhìn thấy trong thánh lễ truyền chức vào ngày 23 tháng 9. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 1 giờ chiều ngày 23 tháng 9 năm 2020 trên đài TV EWTN hoặc trên Facebook cũng như YouTube của nhà thờ chính tòa San John the Baptist. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong thánh lễ này sẽ có một số linh mục, giám mục, tổng giám mục và ngay cả sứ thần tòa thánh là đại diện của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Hoa Kỳ. Đức tổng giám mục Gregory Hoffmeyer sẽ là vị chủ phong vì Ngài hiện đang đứng đầu của Tổng giáo phận Atlanta. Nếu chúng ta biết, Đức tổng giám mục Gregory Hoffmeyer cũng chính là giám mục của Savannah của chúng ta, và Ngài đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục Atlanta, và Ngài sẽ trở về Savannah để chủ phong cho đức cha mới là đức cha Stephen Potts. Trong tổng giáo phận Atlanta thì bao gồm các tiểu bang Georgia, North Carolina và South Carolina. Lễ tấn phong sẽ bắt đầu với phần trình diện người được tuyển chọn. Phần này đại diện vị giám mục tân tuyển sẽ phần trình bày vị giám mục tân tuyển này sẽ cho cha Dan Furman, vì hiện thời ngài là giám quản giáo phận Savannah. Cha Dan Furman là một người bạn chung lớp với con trong chủng viện, mà quý ông bà và anh chị em đôi lúc còn hỏi là cha chịu chức linh mục trẻ vậy. Cha Dan Furman tuy cùng lớp với con nhưng chịu chức linh mục trẻ hơn con 2 tuổi. Ngài đang là giám quản của giáo phận Savannah, cho nên ngài sẽ trình diện vị giám mục tân tuyển sẽ do cha Dan Furman, ngài sẽ làm điều đó. Cha Dan Furman sẽ nhân danh giáo phận Savannah và thỉnh cầu xin tấn phong cho vị giám mục mới. Sau đó, tông thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được Đức Tổng Giám mục Christopher Peer là sứ thần tòa thánh đọc lên và đem đến cho ban tư vấn của giáo phận nhìn thấy bức thư ấy. Bức thư này xác thực quá trình tuyển chọn của giáo hội và việc Đức Thánh Cha đã lựa chọn linh mục Stephen Potts này để tấn phong giám mục cho ngài. Sau khi bài giảng thì ca đoàn sẽ sướng bài ca Veni Creator Spiritus, có nghĩa là bài ca ngợi khen Chúa Thánh Thần. Đây là một bài hát cổ kính từ hồi thế kỷ thứ 9 mà giáo hội đã sướng lên để cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn xuống cho dân ngài. Sau đó, vị giám mục chủ phong sẽ trắc nghiệm ứng viên, tức là cha Stephen Potts, bằng cách đặt câu hỏi về việc cam kết trở thành một mục tử tốt. Các câu hỏi này nêu ra rõ ràng trong các trách nhiệm của một vị giám mục. Sau đó, tiếp theo đó là kinh cầu các thánh. Lúc này vị giám mục tinh tần sẽ nằm phủ phục trên cái sàn ở trước bàn thờ, trong khi mọi người quỳ gối và sướng kinh cầu các thánh. Nếu quý ông bà và anh chị em đã đi tham dự các lễ khấn cũng như các lễ của truyền chức linh mục, các ông bà và anh chị em đã thấy rồi.
Tuy nhiên có một điều có muốn nói riêng ở đây, ra ngoài cái chủ đề này một tí xíu, là đôi lúc chúng ta đi các lễ khấn của người Việt Nam á, đôi lúc còn có cái trò là khi các sơ nằm xuống để chuẩn bị khấn đọc kinh cầu các thánh thì lại có cái khăn trải lên. Cái đó là cái tầm bậy tầm bạ, sai hoàn toàn cái phục vụ nhá, và cha thủ đã nói về điều đó. Cho nên ngày mai quý ông bà và anh chị em coi sẽ không thấy có cái khăn nào trải lên trên về vị linh mục đang nằm xuống đó để hát kinh cầu các thánh đâu nhá. Cho nên chúng ta sẽ không thấy điều đó. Và đây là một phần rất quan trọng trong lễ phong chức. Sau khi đọc kinh cầu các hát kinh cầu các thánh thì vị chủ phong cùng với các vị phụ phong. Vị phụ phong ngày mai sẽ là đức giám mục của Orlando, không phải ngày mai và ngày vào thứ tư này, sẽ là đức giám mục Orlando, nơi cha Stephen Potts đã từng là linh mục phục vụ ở đó, và người anh ruột của ngài đang là giám mục của giáo phận San Petersburg, Florida. Đây là cử, và tất cả các giám mục khác đến im lặng đặt tay lên đầu đức tân giám mục tân tuyển. Đây là cử chỉ để bày tỏ việc tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần đã được các tông đồ sử dụng khi tuyển chọn và người kế vị. Sau đó, đức tổng giám mục sẽ mở sách tin mừng và đọc lời cầu nguyện của truyền chức. Vị giám mục mới được tấn phong sẽ được sức dầu thánh và được trao ban cho các biểu tượng của chức vụ của ngài, bao gồm sách tin mừng, tượng trưng cho chức vụ rao giảng và giảng dạy của ngài, chiếc nhẫn, cái nón cao và cây gậy, nói lên vai trò của giám mục là người quy tụ chàm dắt chiên. Trong cái video thứ tư, có nghĩa là sau cái video này thì con sẽ làm và giải thích những cái vấn đề đó. Mỗi vị giám mục tham dự sẽ trao một nụ hôn bình an cho tân giám mục như một dấu hiệu chào mừng gia nhập vào hàng giám mục. Sau đó thì thánh lễ được tiếp tục với kinh tín kính và phần phục vụ lời Chúa. Phần phục vụ thánh thể thì được tiếp tục như các thánh lễ bình thường. Và đó là cái video thứ ba hôm nay, và con sẽ làm cái video thứ tư trong tuần tới, trong tí nữa chứ không phải là tuần tới, bởi vì đúng ra cái video này có 4 cái video giải thích trong các ngôn ngữ, họ đã phải làm cách đây 5 tuần, tức là mỗi tuần một cái video, nhưng mà tối hôm qua, tối thứ bảy họ mới gọi cho con và họ nói cha ơi ráng làm dùm, cho nên tí xíu nữa con sẽ thu luôn cái video thứ tư, và trong cái video thứ tư đó chúng tôi sẽ giải thích hơn về biểu tượng của chức vụ giám mục. Xin chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, và hy vọng là quý cụ, quý ông bà và anh chị em sẽ tune in để coi lễ truyền chức giám mục của giáo phận chúng con vào lúc 1 giờ chiều Eastern Time giờ Hoa Kỳ ngày thứ tư này 23 tháng 9. Xin Chúa chúc lành.